Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tropic New. Chúc các bạn luôn tràn đầy năng lượng và niềm vui trong cuộc sống. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Bộ phim Kẻ sát nhân là ai còn chưa hết nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh lại là thiên vương của phim truyền hình công chiếu trên CCTV, rating có thể bùng nổ. Nhắc đến những bộ phim ăn khách gần đây, bộ phim truyền hình hồi hộp Kẻ sát nhân là ai với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh, Đồng Tử Kiện và Tiêu Dương được giới chuyên môn đánh giá cao, khán giả khen ngợi, chắc chắn lọt vào danh sách đề cử tác phẩm và diễn viên xuất sắc. Dù là cốt truyện khó hiểu hay dàn nhân vật phức tạp, nhiều tình tiết đều rất thu hút. Cùng với việc các diễn viên kiểm soát rất tốt các chi tiết của vai diễn, tạo ra một bầu không khí gay cấn về chủ đề hồi hộp, trở thành quán quân của các bản hit Nhật Bản. Đặc biệt, Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi hình tượng sôi nổi và ngọt ngào trước đây của cô ấy trong các bộ phim, nhưng đột phá bản thân và biến thành một nữ bác sĩ với cái bụng đen, tâm lý lạnh lùng và quyến rũ. Sự thay đổi vai diễn như vậy mang lại cảm giác tươi mới, cộng với Đồng Tử Kiện và Tiểu Dương, tình bạn giữa ba người họ đã làm cho bộ phim trở nên sôi động hơn và thu hút rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Tuy có sai sót nhưng không ảnh hưởng đến thiện chí chung. Có thông tin cho rằng Kẻ sát nhân là ai còn chưa hết nổi tiếng thì một bộ phim truyền hình khác của Triệu Lệ Dĩnh là Hạnh phúc đến vạn gia sẽ lên sóng trên đài trung ương CCTV. Khán giả đang rất háo hức mong đợi và dự đoán rất tinh sẽ bùng nổ. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Thu Cúc Đi Kiện, chủ yếu kể về câu chuyện đầy cảm hứng của một cô gái nông thôn dũng cảm, ngay thẳng và ngoan cường, Hà Hạnh Phúc, người không bao giờ từ bỏ sự nghiệp, tình yêu và hôn nhân của mình. Vở kịch không chỉ mang chủ đề hiện thực mà còn là dự án hỗ trợ trọng điểm của đài phát thanh và truyền hình nên các bạn yên tâm về mặt chất lượng. Để đảm bảo chất lượng vở kịch, đạo diễn nổi tiếng Trịnh Hiểu Long được mời đích thân thực hiện tác phẩm. Đối với thành tích rực rỡ của đạo diễn Trịnh Hiểu Long thì không ai không biết, anh đã đạo diễn nhiều tác phẩm nổi tiếng như Đám Cưới Vàng, Cao Lương Đỏ, Tiểu Sử Chân Hoàn và các tác phẩm khác đều được yêu thích và rating sau khi phát sóng cao ngất ngưỡng. Lần này được quay lại nhất định sẽ khơi mào cho làn sóng săn đuổi của phim truyền hình nổi tiếng toàn dân rất đáng được mong đợi. Ngoài đạo diễn xuất sắc của Hạnh phúc đến vạn gia, dàn diễn viên cũng rất thực lực. Nữ chính là Triệu Lệ Dĩnh, người có khả năng tạo hình nhân vật siêu phàm. Ai cũng thấy được tài năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh. Điều đáng nói là cô đã từng góp mặt trong bộ phim truyền hình của Trịnh Hiểu Long làm đạo diễn, đó là Đám Cưới Vàng. Sau hơn chục năm trôi qua, họ mới kết hợp lại với nhau. Nhưng không hiểu lý do gì mà nó vẫn chưa được ấn định công chiếu sớm. Nay, cuối cùng đã mở ra tin vui của phim trường, khiến không ít khán giả nức lòng một thời. Bộ phim sẽ phát sóng vào tháng 2 năm 2022 trên đài trung ương CCTV. Hạnh phúc đến vạn gia là một tác phẩm xuất sắc, bất kể ở đội ngũ đạo diễn hay tuyển chọn diễn viên. Ngay cả những vai phụ cũng có sẵn tiềm năng của một bộ phim truyền hình hot rồi. Nó thực sự rất ấn tượng, khán giả rất mong chờ điều đó. Triệu Lệ Dĩnh với tư cách là nữ diễn viên chính của tác phẩm Hạnh phúc đến vạn gia này chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta một màn trình diễn tuyệt vời một lần nữa. Chúng ta hãy cùng thức khuya để xem nhé. Video của mình kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.